Gồm xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các anh chị em thợ may đồng nghiệp luôn nè. Chúc cho tất cả các bạn đang xem video của mình thật nhiều sức khỏe, niềm vui nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ thêm một cái mẫu áo quay mới nữa nha các bạn. Mẫu áo quay hôm nay mình chia sẻ đó là mẫu áo quay mà dạng như mà quay gời á. Mình may hai cái quay áo phía trước và phía sau gời. Bên hông này thì mình cắt gã, mình chở sọc ha, làm kiểu mấy cái phần lá, đóng mấy cái hạt chuỗi 6 ly, tạo kiểu. Phía trước thì mình cắt gã ra nè, rồi mình chở sọc lại, mình viền một phân thôi. Mẫu cũng đơn giản, nhưng mà cái phần khác biệt hôm nay là hai cái phần quay nè. Quay thì mình cắt gời nha. Mình cắt gời giữa quay trước vào dây sau. Hai cái phần quay nó gời nhau, cái mình buộc thỉnh nơ. Cái này quay thì mình gia giảm, mình buộc theo cái sở thích của mình, ngắn lên cho cổ nó cao lên hoặc là nó thòng xuống đều được ha. Các bạn xem video có yêu quý mình thì nhớ bấm tặng cho mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích hoặc là chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Đối với cái mẫu áo quay mà mình vừa giới thiệu ở đầu video cho các bạn xem đó, thì để cắt được cái mẫu áo này thì các bạn phải cắt được cái phần thân áo quay cơ bản nha. Thì cái phần thân áo quay cơ bản thì hình như mình cũng có nói đi nói lại cũng khá là nhiều lần trong những cái video hướng dẫn cắt những cái mẫu đồ bộ của mình, nên hôm nay mình sẽ nói lại nhanh thôi nha. Thì mình chủ yếu là mình chia sẻ cái cách để làm được cái kiểu áo thôi, còn cái phần thân áo cơ bản thì mình nói nhanh ha, tại vì mình nói nhiều lần quá, nhiều khi có một số bạn xem rồi á, người ta không có thích. Thì ở đây thì mình sẽ dựa trên cái số đo cụ thể nè: dài áo 57, vai 36, kích 88, eo 78, bắp tay 30, vòng mông là 94. Thì để mình cắt áo quay á, mình chỉ cần đo nhiều thông số thôi, không cần đo tay, đo vòng nách gì trên ha. Đây là cái phần gập giấy thì nó có cái xong bằng sẵn rồi, mình không có lấy xong bằng lại. Mình sẽ vẽ luôn cái phần thùng áo. Thùng áo sẽ bằng 1/4 của vòng kích. 88 thì mình được 22 ha. 22 mình cộng cho 6. Các bạn lưu ý ở đây nè. Vòng kích 88, vòng mông 94. Cái sự trên lệch ở đây nó chỉ có là 6 cm thôi ha. Nên mình chỉ cộng 6 nha. Nếu ở đây nó trên là 8 hoặc 10 thì các bạn sẽ cộng tăng lên 7 hoặc 8 nha, cái phần thùng á. Ở đây mình cộng 6, 1/4 vòng kích mình cộng 6, bao gồm đường may 2 phân và đường nhắn bên nha. Là mình sẽ được 28. Mình sẽ thọt cái phần lai này 3,5 cm. Rồi mình đánh vào. Rồi dài áo bằng với số đo cộng 3 phần lai. Dài áo của mình á, là 57 cộng 3 phân lai nữa là mình sẽ được 60. Mình lấy đủ 60 nè. Rồi, mình ở đây mình hạ quay. Áo quay thì mình hạ quay 12. Dựng được cái đường ngang quay nè. Và cái đường ngang kích của mình nha. Vai sẽ bằng 1/2 của vai là 18. Hạ sơ vai bằng 1/10 của vai là 3,6. Tiếp tục mình sẽ hạ kích sẽ bằng 1/2 của bắp tay là 15. Tính từ điểm này xuống 15. Mình gặp từ trên đây qua bao nhiêu ha. Mình lấy xong bằng qua đây. Đây là cái điểm ngang kích. Ngang kích nè sẽ bằng 1/4 của vòng kích là 22 cộng 3 cm, bao gồm 1 phân cử động và 2 phân may nha. Rồi mình nối từ điểm kích xuống trùng, làm dấu khoảng giữa này. Hạ eo 15 cm. Ở đây mình không cần phải tính eo gì hết. Đồ thun ha, thì mình cứ phạt eo 3 cm. Vòng eo đó, vòng eo 78 thì mình phạt eo 3 cm này.
Nếu mà cái vòng eo này nó lớn hơn khoảng 82 trở lên thì các bạn lưu ý nha, mình sẽ phạt eo ít lại. Tại vì mình cũng khi mình đo đồ cho khách thì mình phải để ý cái phần này bụng nè. Cái bụng của khách to quá thì cái phần eo mình phạt hơi lên chút. Quần áo mình đánh cho nó êm ha, khi mặc nó không bị thừa cái phần này. Rồi, ở đây mình sẽ hạ bên. Bên áo của mình sẽ hạ là bằng với 1 phần tư của vòng kích là 22. Cái này mình gạch ngang qua, ngang với phần eo. Độ dài của bên ở đây mình lấy là 28 cm. Độ lớn của bên là lấy cái phần kích mình đã cộng rồi, mình giảm 4, còn lại mình chia đôi. Ở đây mình 25, mình giảm 4, mình còn là 21, chia đôi được 10,5. Các bạn cứ đánh 10,5 vô thôi. Rồi, cổ áo nè. Cổ áo mình sẽ lấy cái phần ngang cổ 8 cm. Độ lớn của quai là 3 cm. Mình hạ thêm cái phần sau cổ 2 cm nha. Ở đây cái phần kích này nè, mình sẽ lấy vô đây 6 cm. Giảm mất mắt ha. Rồi mình nối đây. Đây mình sẽ sử dụng thước kỹ thuật á, để mình đánh cái phần cổ áo. Cái phần này mình đánh bầu luôn. Cổ áo thì mình sẽ viền, viền theo cổ. Rồi, như vậy là xong cái phần thân cơ bản ha. Thì mình sẽ cắt ra, mình đặt lên vải rồi mình tạo kiểu ở trên vải cho các bạn xem nha. Khi cái phần thân áo cơ bản mình đã cắt ra xong thì hiển nhiên mình sẽ đặt lên cái phần vải rồi mình cắt luôn. Để tránh mất cái thời gian, mình sẽ cắt trên cái phần vải mình không có quay nha. Mình cắt xong. Đây mình cắt thân trước, mình cắt thân trước xong rồi mình để qua một bên. Mình cắt luôn thân sau nè, à. Thân sau của áo quai á, thì nó cũng tương tự với cái phần thân sau của áo quai cơ. Cái thân áo cơ bản có vai của mình thôi. Thì phần tùng và cái phần kích này nó sẽ nhỏ hơn cái phần tùng và kích của thân trước 2 cm. Còn ở đây khi mình sang ngang cái phần vai qua thì nó có nhiều cách để mình tính lắm. Thì các bạn có thể thích cái quai ngắn thì mình sẽ chồm vai lên 5 cm. Thì ngang cái phần này nè, mình sẽ lấy lên 5 cm nè. Lấy lên đây 5 cm. Còn ở đây thì khách thích cái quai nó hơi trung bình đó thì mình sẽ lấy chồm vai 2 cm thôi. Thì các bạn nhớ tính cái độ dài của quai để khi mình biết đường mình cắt ha. Thì quai á, thì mình hạ quai cơ bản là 12 nè, là thân trước. Vậy thân sau của mình nó tương xứng là 12 luôn. Rồi nếu mà có 5 phân chồng dai thì mình lấy 12. Còn ở đây á, đúng của nó là 5 phân chồng dai, nhưng cách mình chỉ lấy ở đây là 2 cm chồng dai. Thì còn thiếu lại 3 cm nữa thì mình sẽ cộng chung vô luôn. Vậy tổng cộng cái dài quai của mình sẽ có được là 27 cm nha. Các bạn lưu ý nha. Còn nếu như mà mình lấy đủ ở đây là 5 cm nè, là mình dài quai của mình chỉ có 24 thôi. Còn nếu mà các bạn lấy lui xuống, lấy lui xuống thì mình sẽ cộng nhiều vô, cộng cái phần quai dài ra ha. Bây giờ mình sẽ tạo kiểu trên cái phần vải luôn nha. Bên thì mình vẽ mình sang qua bình thường. Đây là cái thân trước này. Mình sẽ vẽ lại cái phần phấn cho nó đậm xíu để nhìn thấy ha, dễ dàng. Thì bên áo mình sang qua thôi. Nha eo nè, độ dài của bên ha. Rồi mình sang qua cái lớp dưới luôn. Mình muốn tạo kiểu là trước tiên là cái phần bên áo là mình phải vẽ cho nó rõ trước tiên nha. Cái mẫu này mặc rất là dễ thương. Mẫu này mình may quay người. Mình làm dấu giữa cổ nha. Rồi, làm dấu độ lớn của cổ luôn.
Rồi sau khi mình sang dấu qua đầy đủ, mình mở nó ra như vậy. Ở đây mình sử dụng kỹ thuật để mình vẽ, mình tạo kiểu luôn nè. Đây là cái phần cổ tim của mình. Mình sẽ vẽ đặt cái phần cái kỹ thuật là mình ngay đây, ngay cái đầu bên của bên đây, phần bên đối diện. Mình đặt cho nó im xuống nha, ngay cái đầu bên của mình. Sao kho nó không có cái góc á, mượt xuống luôn. Đó. Nó như vậy ha. Rồi, đây là cái điểm ngang eo. Mình sẽ xác định cái điểm ngang eo này luôn. Mình vẽ mình tạo kiểu ngay đây luôn nha. Rồi, mình sẽ lấy cái độ lớn ở đây nè. Là 5 cm. Lên đây mình lấy 4 rưỡi. Thì lý do như thế nào á thì mình sẽ nói sau. Tại sao dưới này lấy 5 mà ở trên đây có 4 rưỡi? Còn ở trên đây, ở đây mình sẽ lấy 4 thôi. Dòng ở trên đây mình chỉ lấy 4 sen thôi. Mình vẽ xong thì mình sẽ giải thích cái phần đó sau. Thì các bạn cứ lấy đủ 4 cm nha. Nếu sọc quá thì mình chở sọc thì nó sẽ đẹp hơn, mà mình làm kiểu gì nhiều ha. Mình dùng vải của nó và mình chở sọc là được. Cái phần này mình cho nó cái góc nó xuống, ôm xuống luôn để mình gáp á, nó mượt, nó nhìn nó đẹp hơn nha. Rồi, nó có hình thức như vậy. Thì lý do ở đây mà mình lấy 5 sen nè, mà ở trên đây 4,5, thì do cái bên thì các bạn biết rồi đó, cái bên ngang eo á, thì mình sẽ nhấn là mỗi bên á, là 1 đến 1,5 cm. Rồi này là mình trừ hao khi mình cắt và mình gáp, mình nhấn bên nó sẽ giật lại. Cái phần này nó sẽ bằng tương xứng với cái phần trên đây thì nó đẹp hơn ha, để thôi nó bị lớn nhỏ. Còn phía trên đây mình lấy 4,5, lý do là khi cái đầu bên của mình nhấn á, nhấn cái đầu bên này, mình nhấn cái đầu bên đây đó, là trên đây là nó 0,5 nè, cho nên mình lấy 4,5. Mình trừ hao khi mình nhấn bên xong là ở đây còn 4 sen mà ở đây vẫn còn 4 sen ha. Như vậy thì mới đạt yêu cầu nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt gã cái đường này ra để mình chở sọc. Trước khi mình cắt gã ra thì mình cũng lưu ý ở đây nha. Cái phần ngang eo này mình sẽ cắt đứt ngang đây luôn nè, chứ không phải là mình cắt phần này xong nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt. Mình cắt trực tiếp luôn. Rồi, cái phần thân lớn này nè mình giữ nguyên. Riêng cái phần thân nhỏ này mình sẽ cắt ra nè. Cái phần này nè mình sẽ cắt lại, mình chở sọc. Này mình sẽ chở sọc xéo. Rồi mình sẽ thay thế cái phần vải khác sọc xéo nha. Thì các bạn để ý nha, khi mình cắt mình tạo kiểu bề trái á, thì khi mình đặt lên trên vải mình cắt vải khác cũng phải bề trái như vậy. Nếu không á, là các bạn sẽ bị lộn cái là nó quay ngược bên, không có gáp vô được nha. Rồi mình chải cho nó đi cái sọc canh xéo nha. Ở đây mình sẽ chừa đường may. Rồi cái phần này nè mình cũng chừa đường may. Ở đường này nè mình chừa là 2 cm. Nhưng đối với cái góc này nè, mình sẽ lật ra thêm 1 cm.
dưới phần này nè, tại vì cái phần này là cái phần mình nhấn bên nè, mình sẽ sang bên qua nha, sang cái đầu bên qua luôn. Ở dưới này mình chừa là, thì các bạn gáp đường 1 sen thì mình sẽ chừa là 2 sen, còn gáp đường 0,5 thì mình chừa 1 cm ha. Ở đây mình sẽ gáp đường 0,5 cm nên mình chừa 1 cm thôi, mình gáp cho nó ít cỡm chút. Cái phần đầu dưới này mình chừa 3 sen nha, còn ở trên đây thì mình chừa 2 sen nè. Ở trên đây mình cắt theo cái phần gập phía trên thôi. Đó. Đây là cái bên áo của mình nè. Mình sẽ nhấn bên riêng. Mình nhấn bên này. Đó. Đây mình sẽ lật lại. Đây mình chở sập xéo như vậy ha. Mình cũng nhấn ben bình thường. Đó. Sập đi xuống. Rồi tiếp theo là sẽ phần cái phần phần này ha. Đây. Cái phần này. Hồi nãy mình cắt dư ra nè. Mình cắt dư ra ở đây nè. 1 cm nè. Giờ mình sẽ gập bỏ. Ngay cái điểm này mình gọt hơi bầu đấy. Cái phần này mình cắt ha, bỏ đi nè. Do cái phần này mình nhấn ben. Mình nhấn ben xong rồi cái mình đặt nó lên đây nè. Mình cắt lại cái phần sọc dãy khác ha, mình chở sọc cái mình viền mình đặt nó nằm lên. Bây giờ mình sẽ cắt phần dãy khác rồi cái mình sẽ cho các bạn xem cái cách đặt lên để mình khỏi bỡ ngỡ ha, tại sao mà mình cắt bỏ và mình cắt kim vô tùm lum hết trơn. Cái phần này mình sẽ chở lại cái phần sọc ngang nha, ở đây sọc xuôi thì mình sẽ chở lại thành sọc ngang. Đặt cho nó êm ngay ngắn nha. Rồi mình cũng chừa đường may. Ở đây nãy nè, cái phần ngang này là mình chừa 1 cm nè các bạn, khi mình gấp lại đó. Bây giờ ở đây mình cũng chừa đúng 1 cm. Phần dọc phía ngoài này mình cắt y như phần gập. Phần phía trong này mình cũng chừa 1 cm. Để mình gáp với cái phần đô lớn đường 0,5 cm, cứ như vậy mình cắt ra thôi ha. Rồi mình sẽ sang cái đường quay đường giữa cổ qua. Mình cắt ra xong rồi mình sẽ cắt dãy viền. Dãy viền thì mình cắt là 3 cm nha. Vậy thì mình sẽ viền phân mẫu này quay áo thì mình sẽ tự buộc nha, tức là quay gời trước và sau nó sẽ gời với nhau. Khi mình mặc mình sẽ tự buộc, mình gia giảm được cái độ dài của quai áo, mình không cần phải mà theo một cái thông số nào hết ha. Mình thích dài thì mình xả cái phần quai nó hơi dài ra. Sang cái phần quai nè, sang cái phần giữa cổ của thân áo của mình, để khi mình may á, những cái điểm này nè nó trùng khớp với nhau á thì mới đẹp. Rồi, như vậy là xong ha. Bây giờ mình sẽ gáp vô và mình cắt dãy viền.
Rồi mình gáp thì mình quay cái bề phải đi nhìn cho nó rõ cái phần sọc nha. Đó. Gáp vô đây. Gáp vô đường 0,5 cm nha. Gáp đều vô. Tới đây mình cũng gáp vô đường 0,5 luôn, mình chưa đều hết á. Thì ở đây nè, mình sẽ vẽ cái chừa đường may qua cái bề phải nè. Mình chừa 2 cm á. Các bạn lưu ý nha, cái phần thân nhỏ này nè, mình vẫn nhấn ben bình thường, mình không có bỏ cái phần ben nha. Mình nhấn cho nó ôm. Đó, mình chở sọc như vậy ha. Rồi mình sẽ có cái vải viền. Mình sẽ viền ở đây. Mình cắt vải viền 1 cm nha. Cắt vải viền thì các bạn cũng để ý cái phần sọc á. Mình chở cái phần sọc mình viền cho nó đẹp cái phần cổ áo của mình hơn. Chứ không phải mình muốn viền vải gì mình viền ha. Mình viền sao mà cho nó đối xứng nè. Mình cắt cái vải viền á là nó sẽ, cái sọc nó như vậy nè. Nó xuống như vậy. Đây là cái phần dải viền nè, mình sẽ viền dọc theo cái đường này. Rồi một sợi nữa mình sẽ viền bọc bên đây, viền trong cái phần cổ. Thì mình cũng cắt luôn cái phần vải viền để mình viền cái cổ áo phía sau nha. Thì để cho cái phần cổ áo của mình á, nó bớt đơn điệu, nó có kiểu một chút. Thì ở đây mình ghim đỡ nha, cho các bạn hình dung được mình viền cái phần vải như thế nào thôi. Đó, cổ áo của mình. Thì mình sẽ cắt 3 cái chiếc lá ở đây theo tỷ lệ lớn nhỏ ha. Thì chiếc dài nhất có độ dài là 11 cm ha. Cái thứ hai là 9 cm, cái thứ ba là 7 cm. Nó lần lượt như vậy, mình cắt bằng kéo găng cưa. Khi cắt cái phần tạo hình này thì các bạn nhớ dùng quẹt của mình, ống quẹt hoặc là nến á, mình thui cho cái phần ghìa này nó dính sát với nhau, hạn chế khi mình mặc nó bị bung, nó bị tưa cái phần vải thì nó không đẹp nha. Mình đặt lên đây để mình tạo kiểu mình mai, mình trang trí mấy cái hạt lên đây, tạo một cái điểm sáng ở trên cái phần ngang, cái phần làm kiểu mà giả ngang ngực của mình nè. Rồi cái phần quai, ở đây mình sẽ nói luôn cái phần quai áo. Quai áo thì các bạn chừa quai bao nhiêu thì mình cắt quai bấy nhiêu. Mình chừa quai 3 cm đó, thì mình cắt 3,5. Mình may, mình lộn lại. Mình may cái phần quai mình lộn lại nha. Rồi mình đặt lên trên đây thôi, mình chai vô. Mình chai vô cái phần quai. Quai trước với cái phần quai sau thì các bạn sẽ may gờ với nhau. Xong rồi cái hai cái phần quai mình sẽ đính nó lại như vậy nè. Rồi, mình xác định cái độ dài quai của thằng trước và thằng sau là bao nhiêu. Thì mình sẽ cột cái phần nơ. Thì ở đây thì cái nơ thì khi mình mặc mình sẽ tự buộc. Thì mình ở đây mình nói đại khái vậy thôi chứ cái này mình chưa có may ha. Thì các bạn may xong buộc nó mới đẹp. Còn cái này mình chưa có may, cái miếng dễ gời. Đó, mình buộc cái hình nơ như vậy. Thì độ dài quai nè, thì các bạn lưu ý ha. Cái độ dài của quai áo thì mình tự mình gia giảm được. Cái phần nơ phía trên mình buộc như vậy. Mẫu quai này mặc rất là dễ thương mà rất là tiện luôn nha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hoàn thành cái mẫu áo này nha. Mình không có hướng dẫn cách may. May thì đơn giản lắm. Thì mình viền cổ nè. Viền cổ bên đây, viền cổ bên đây. Xong cái mình gáp cái phần này vô cái phần thân này. Rồi ở đây mình cũng gáp vô luôn. Mình gáp đường 0,5 cm đều hết. Khi mình viền á, mình sẽ đặt cái phần lá này vô. Mình may trước lên cái phần vải xéo này nha. Rồi mình mới đặt cái phần dải viền của mình lên đây. Mình viền, mình đặt lên, mình may luôn. Giấu luôn cái phần gốc này. Rồi mình trang trí mấy cái hạt lên là xong ha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hoàn thành cái mẫu áo này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn.